Chào mừng các anh chị đã đến với tập 3 của podcast Luyện nghe tiếng Anh qua chuyện song ngữ cùng Miss Trâm Nguyễn English. Và sau đây chúng ta sẽ cùng bắt đầu câu chuyện của ngày hôm nay. Định nghĩa mới về thời gian, New definition of time. Thời gian chậm, time is slow. Khi bạn chờ đợi, when you wait. Thời gian nhanh, time is fast. Khi bạn vui, when you enjoy yourself. Thời gian ngắn, time is short. Khi bạn hạnh phúc, when you are happy. Thời gian bất tận, time is endless. Khi bạn đang đau đớn, when you are in pain. Thời gian dài, time is long. Nếu bạn cảm thấy tẻ nhạt, when you feel bored. Thời gian luôn luôn phụ thuộc vào cảm giác của bạn. Time always depends on your feeling. Chứ không phải là cái đồng hồ. Not the clock. Miss Trâm Nguyễn English chúc các anh chị luôn có những giây phút thật vui vẻ. So I wish you always have joyful moments. Cảm ơn các anh chị đã lắng nghe câu chuyện vừa rồi. Nếu muốn đọc phiên bản chữ của câu chuyện, các anh chị có thể tìm đọc tại đường link Trâm để dưới phần mô tả của podcast. Hẹn gặp lại các anh chị trong các podcast tiếp theo.